Chào mừng quý vị khán giả đến với chương trình đối thoại phát sóng hàng tuần trên kênh truyền hình kinh tế tài chính VTV. Thưa quý vị, trong số đối thoại đầu tiên bàn về chủ đề là chuyển đổi hộ kinh doanh cá thể lên thành doanh nghiệp, khuyến khích hay ép buộc chúng tôi phát sóng tuần trước, thì chúng tôi đã cùng các khách mời là các chuyên gia, luật sư doanh nghiệp cùng bàn về việc là tại sao chúng ta phải chuyển đổi hộ kinh doanh cá thể lên thành doanh nghiệp, liệu việc chuyển đổi đó có nhằm đạt được mục tiêu là 1 triệu doanh nghiệp của năm 2020, những rào cản của việc chuyển đổi hộ kinh doanh cá thể lên thành doanh nghiệp và làm cách nào để có thể tạo ra một môi trường kinh doanh tốt cho doanh nghiệp, thúc đẩy khuyến khích hộ kinh doanh tự nguyện chuyển đổi thành doanh nghiệp. Thì đó là những nội dung chúng tôi đã bàn trong số trước, và trong số đối thoại này chúng tôi tiếp tục mời tới trường quay của đối thoại các khách mời để cùng bàn về chủ đề này và cung cấp thêm thông tin cho quý vị khán giả dưới góc nhìn của các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp phía Nam. Tham gia chương trình đối thoại tuần này, tôi xin được giới thiệu sự có mặt của các khách mời. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Đình Thiên, thành viên tổ tư vấn của Thủ tướng. Luật sư Phạm Ngọc Hưng, phó chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh. Tiến sĩ Ngô Trung Hưng, giám đốc marketing công ty Đại Việt Hương. Vâng, trước tiên là chúng tôi cảm ơn ba khách mời đã đến với trường quay đối thoại ạ, và trao đổi về một chủ đề đầu tiên của năm 2020 của kênh truyền hình VTV, và cũng từ những ý kiến mong muốn của quý vị khán giả. Thì trước khi mà chúng ta bàn tiếp về chủ đề này, nối tiếp số đối thoại đầu tiên, thì xin mời các khách mời cùng quý vị khán giả đón xem một phần tổng hợp sau đây của chúng tôi ạ. Cái việc chuyển đổi hộ thành doanh nghiệp hãy nên coi nó là một sự lựa chọn của nhà đầu tư, chứ không phải là sự lựa chọn của chính sách. Có nghĩa rằng là mục tiêu của chính sách thì tôi luôn có tâm niệm rằng là mục tiêu của chính phủ là phải đưa ra nhiều hình thức kinh doanh đa dạng khác nhau. Để trên cơ sở đó thì nhà đầu tư họ lựa chọn một cái hình thức kinh doanh phù hợp, có thể là hộ, có thể là doanh nghiệp. Và việc họ kinh doanh là hộ hay doanh nghiệp là họ tự đánh giá cái lợi ích phù hợp với khả năng của mình, nhu cầu của mình, quy mô kinh doanh của mình, sở thích của mình, các cái hoàn cảnh để họ lựa chọn một cái hình thức kinh doanh phù hợp. Tôi lấy ví dụ này, họ có một cái hợp đồng, họ có một cái yêu cầu đến từ phía đối tác, họ nói rằng là ok, cái sản phẩm này của bạn tốt như là nghề bên anh chẳng hạn, tôi có thể order để xuất khẩu chẳng hạn. Ngay lập tức các anh chị không cần phải khuyến khích gì hết, cái chỗ hộ kinh doanh cá thể đấy họ sẽ lên thành công ty ngay, bởi vì họ nhìn thấy cái giá trị về mặt hợp đồng và họ sẽ làm. Nhà đầu tư họ rất thấu hiểu điều đó, họ hiểu đấy ạ, họ hiểu. Không phải thấy một thực tế là những cái doanh nghiệp mới thành lập của những người trẻ thì chất lượng hoạt động không bằng những cái hộ kinh doanh ở nhiều hộ kinh doanh các ngành nghề lâu đời, họ theo cái quy mô của họ, họ tuần tự họ đi lên, hoặc là họ tách ra từ các hộ của bố của mẹ, sau đó họ riêng làm ăn riêng, họ tách ra thành một hộ kinh doanh mới, thì chất lượng hoạt động của những cái hộ đấy thì có khi lại còn tốt hơn, kể cả thu thuế nữa thì tốt hơn doanh nghiệp. Vâng, trong số trước chúng tôi đã mời tới trường quay đối thoại ba khách mời ở phía Bắc ạ. Trong đó là các khách mời là doanh nghiệp, là luật sư, là chuyên gia, họ đã cùng nêu lên cái quan điểm của mình về việc là chúng ta có nên dồn nhiều nguồn lực thúc đẩy hộ kinh doanh cá thể chuyển đổi thành doanh nghiệp hay không. Thì ngày hôm nay chúng tôi rất là mong muốn được lắng nghe ý kiến của ba khách mời tại đây về cái vấn đề là chúng ta chuyển đổi hộ kinh doanh cá thể lên thành doanh nghiệp như thế nào trong thời gian vừa qua. Thì trước là tôi xin mời ý kiến của ông Hưng ạ. Chúng tôi nghĩ như thế này, Thủ tướng Chính phủ đề nghị là làm thế nào chúng ta đưa nước Việt Nam chúng ta có 1 triệu doanh nghiệp, thì Thành phố Hồ Chí Minh các lãnh đạo đẩy ngay là Thành phố Hồ Chí Minh có 500.000 doanh nghiệp. Mà chúng tôi thấy rằng lúc đó ở Thành phố Hồ Chí Minh là có chừng 200.000. 200.000 mà báo cáo thuế, còn có thể báo cáo thuế là cỡ 100 mấy chục ngàn thôi, chứ còn không đủ 200.000. Và chúng tôi thấy cứ mỗi doanh nghiệp như thế, đăng ký 10 doanh nghiệp thì trong 1 năm sau là còn cỡ chưa được 6 doanh nghiệp. Tức là bay đi cỡ 40-50% là nó sẽ chết ngay. Và chúng tôi thấy là cái biện pháp lúc đó thì thành lãnh đạo thành phố mới có một đề xuất, và chúng tôi thấy sau này cả nước chúng ta cùng là chuyển cái hộ kinh doanh cá thể lên thành doanh nghiệp. Lúc đó thì hội doanh nghiệp thành phố chúng tôi cũng đã có những cái kiến nghị là vấn đề này nó đem lợi gì cho doanh nghiệp, nó có mấy cái lợi cho nhà nước thì có thể mình thấy ngay là thuế có thể thu được nhiều hơn, nhưng mà doanh nghiệp có lợi gì để người ta chuyển từ hộ kinh doanh cá thể lên doanh nghiệp thì người ta thấy không có lợi, mà người ta thấy có hại. Thứ nhất là bộ máy quản lý rườm rà hơn, cũng không có gì cho tăng chất lượng cả, và có nhiều cái doanh nghiệp người ta cũng không có nhu cầu, tại vì những doanh nghiệp kinh doanh cá thể người ta nhỏ quá, 3-5 lao động, và ông nói đùng ngày sau nộp hồ sơ lên cái tự nhiên ông chủ quán phở trở thành tổng giám đốc quán phở thì nó rất kỳ. Do đó chúng tôi thấy là cái việc này nó chưa xuất phát từ cái nhu cầu của doanh nghiệp
chưa xuất phát từ cái nhu cầu của hộ kinh doanh cá thể, mà nó xuất phát từ nhu cầu mấy sếp ở trên cần số liệu. Mà chúng tôi thấy số liệu không giải quyết gì được cho cái nền kinh tế cả, mà cái thực chất cái đó nó đã đóng góp gì cho nền kinh tế. Và hộ kinh doanh cá thể người ta đóng, khi người ta chuyển thành cái doanh nghiệp đó, thì người ta có lợi gì hơn không? Chúng tôi thấy không có lợi gì hơn. Mặc dù nhà nước chúng ta cố gắng đưa ra rất là nhiều chính sách ở thành phố Hồ Chí Minh, hỗ trợ về chính sách đăng ký kinh doanh, chính sách về thuế, rồi bây giờ mấy cái nghị định triển khai luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa cũng đưa ra một cái chương riêng để hỗ trợ cho cái việc nó này. Tôi thấy các hộ kinh doanh cá thể người ta không cần cái đó, thực tình người ta không cần cái đó, mà người ta cần một cái khác. Chứ còn chúng ta cố gắng ta ép người ta lên để ta có số liệu là năm nay tôi lên được 700 rồi, mà tới hôm nay là số liệu thống kê là 700.000, nhưng mà không biết là cái số có thể còn tồn tại mà có lời mà có đóng thuế được bao nhiêu thì cũng không ai thống kê như thế. Thì năm 2020 chúng tôi nghĩ là cái mục tiêu để có 1 triệu doanh nghiệp chắc không đến nào. Vâng, ông Thiên nghĩ sao ạ? Tôi nghĩ rằng là bởi vì cái việc mà đưa cái chuyển đưa cái hộ kinh doanh lên ngành doanh nghiệp ấy, có lẽ là nó ít nhất là nó trùng hợp về mặt thời điểm với lại cái nỗ lực là muốn có 1 triệu doanh nghiệp sớm. Cho nên là không thể nào mà không thấy là cái động cơ mà mang tính thành tích lại. Thế thì tôi đồng ý Minh Hưng ở cái chỗ là muốn giải quyết cái vấn đề này nó có một cái quá trình tất yếu, tức là nó phải xuất phát từ cái lợi ích của bên. Thế nếu mà chỉ xuất phát từ cái lợi ích mà bên phía nhà nước nó để quản lý cho nó dễ, để thu thuế cho nó dễ, rồi là có thể là có thêm vài cái yếu tố nói rằng là như vậy là muốn mong muốn là đưa họ lên một hình thức quản trị nó hiện đại để họ lớn lên. Tức là tôi cho rằng những cái luận cứ ấy là mang nhiều khi là mang tính hình thức và chủ yếu là xuất phát từ cái lợi ích quản trị của cái phía nhà nước thu thuế nhiều hơn. Và như thế là không phải là cái thế. Còn cái lợi ích mà đưa cái doanh nghiệp này, đưa hộ kinh doanh lên thành doanh nghiệp để cho nền kinh tế của Việt Nam nó lớn mạnh lên ấy, thì quả thực là chưa thấy đâu. Là bởi vì các doanh nghiệp của ta nó bé quá, nó li ti quá, nó không phải giải quyết sức mạnh bằng cái việc là chuyển đổi một cái hình thức, đúng không ạ? Không phải là gọi cái tên hộ mà sang cái doanh nghiệp ấy là nó trong một cái thời gian ngắn mà nó tăng thêm được cái sức mạnh. Và đặc biệt ấy là về phía hộ gia đình thì chúng ta biết là chúng ta phải trả lời cho nó rõ là doanh nghiệp với hộ gia đình nó khác nhau như thế nào, và cái chi phí để mà giữ được một doanh nghiệp với tư cách là một cái tổ chức kinh tế dưới hình thức doanh nghiệp nó như thế nào, để mà nói với lại cái hộ gia đình ấy như thế là bảo đảm là bác lên có phí tổ nhưng mà lợi ích là nó hơn thì người ta mới lên, chứ còn nếu không là người ta không lên. Và tôi thấy vấn đề nó ở cái chỗ này, ngay cả cách tiếp cận về quản trị thuế nó vẫn có vấn đề đấy. Tức là khi mà người ta lên là bộ máy doanh nghiệp như nó rất lỉnh kỉnh, nhưng quan trọng hơn ấy, hộ kinh doanh vẫn có thể làm doanh nghiệp với điều kiện là cái hệ thống thông tin ấy nó minh bạch được, thì cái lúc ấy hệ thống thuế là mới xử lý được vấn đề. Thì nếu không là người ta vẫn thích là cái hệ thống thuế, bản thân cái người thuế có thể là vẫn thích cái thuế thỏa thuận hơn là cái chuyện là đưa lên một cái tính công khai minh bạch. Ở đây nó cần hàng loạt cái điều kiện, và tôi cho rằng đấy là cần phải xử lý cái chuyện đấy cho nó rõ ràng, chứ không phải là vì một vài cái ta lâu nay là vẫn là vì cái mục tiêu là quản cho nó tốt, mục tiêu là thu ngân sách cho nó dễ, thì như thế là nó không ổn. Tôi muốn nói thêm một cái điều này, bởi vì đây là nói tại thành phố Hồ Chí Minh, nó có chuyện mà chúng tôi đã cách đây 3 năm 4 năm mà đã làm việc. Thế thành phố Hồ Chí Minh bây giờ mà nếu mà 500.000 doanh nghiệp đặt mục tiêu, bởi vì thành phố chúng tôi ra một nửa cái tổng số doanh nghiệp, thế đôn lên đến độ khoảng độ 200.000 và khoảng 300.000 hộ gia đình lên doanh nghiệp cho nó nhanh. Thế thì chúng ta có 500.000 doanh nghiệp, thì 500.000 doanh nghiệp đó tôi xin nói là 95-96% nhỏ và siêu nhỏ. 95% nhỏ siêu nhỏ là gì? Tức là ta giả định là một doanh nghiệp đây là có 5-10 lao động, nhỏ siêu nhỏ 50 lao động. Chúng ta có bao nhiêu lao động ở thành phố Hồ Chí Minh mà trình độ thấp như vậy? Ở thành phố Hồ Chí Minh là một cái thành phố đầu tàu mà chúng ta lại cứ khuyến khích cái kiểu như là doanh nghiệp nhỏ không có cái điều kiện gì về đẳng cấp, chỉ là nhỏ và vừa theo cái cách như hiện nay thôi. Thì tôi cho đấy là cái cách tiếp cận về mặt gọi là phát triển về mặt cạnh tranh ấy, nó không đủ cái lý để 500.000 doanh nghiệp mỗi doanh nghiệp 5 lao động thôi, 5 lao động 2.500.000 lao động, 2.500.000 lao động đấy họ có gia đình của họ,
là 5 triệu. Thành phố Hồ Chí Minh bây giờ là có 10 triệu người. Ít nhất là có 5 triệu cặp, 2,5 triệu cặp vợ chồng gắn với lại cái rất nhỏ, nhỏ lý tin. Thế thì hỏi là Thành phố Hồ Chí Minh là sẽ có cái cơ sở nào để mà vươn lên. Tôi nghĩ là phải có một cách tiếp cận khác về phát triển doanh nghiệp nói chung, và đặc biệt đối với đầu tàu là Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn thầy Thiên, cảm ơn luật sư cho những ý kiến tuyệt vời. Qua đó thì tôi thấy rằng là giờ mình có những cái động cơ đó nói ha. Ví dụ động cơ của cơ quan công quyền và động cơ của doanh nghiệp, ở đây là cụ thể hộ kinh doanh. Thế nào để cho những cái động cơ này nó được định nghĩa một cách rõ ràng và nó đặt trong một cái không gian có thể nói được khuyến khích. Thì tôi nghĩ rằng những cái ý tưởng của các cái tổ chức công quyền và của người lao động kinh doanh hộ cá thể sẽ gặp nhau. Ở đây là thấy mấy thầy trong quốc hội rồi đó, là muốn đưa các hộ kinh doanh cá thể này trở thành một thực thể dưới luật. Để chi? Để họ sẽ có một cái hoạt động mà ở đó là nó đặt trong một không gian luật pháp. Thì khi đó, đó là nó sẽ có những cái điều mà nó gần như mặc nhiên phải tuân thủ. Nếu mà chúng ta được đặt trong không gian luật pháp với đầy đủ những cái sự cảnh báo giáo dục mà chúng ta làm sai thì cái đó cũng sẽ ít xảy ra. Thì cái đó là một trong những mặt tích cực nhất mà tôi cho rằng đưa cái hội kinh doanh cá thể này thành một trong những cái thực thể thành viên của cái luật doanh nghiệp. Cái đó là một cái điều mà tôi cho rằng rất là tốt. Kế đó nữa là cái ước muốn là chúng ta sẽ có những cái doanh nghiệp thực thụ. Giống như Thủ tướng nói, mấy thầy nói là Thủ tướng muốn 1 triệu doanh nghiệp, thì tôi nghĩ đây là một cái ước muốn rất là xem như là chân phương và rất là hợp lý. Tại vì chúng ta đang có là hơn 5 triệu là hộ kinh doanh cá thể kia mà. Bây giờ vấn đề cụ thể nhất là giống như luật sư Hưng nói, làm sao để những hộ này nó đăng ký lên để biến thành doanh nghiệp, thì nó vừa có là xem như là nó đang hoạt động kinh doanh mà nó chỉ cần nâng cấp về mặt hay là thủ tục hay là hình thức gì đó thôi, cấu trúc gì đó thôi, thì nó rất là dễ dàng hơn là một cái người khởi nghiệp. Rất là bỡ ngỡ mà như luật sư nói, gần như là hơn là 70-80%, 90% những người khởi nghiệp dễ thất bại. Nếu mà những hộ kinh doanh cá thể này mà lên doanh nghiệp, tôi nghĩ là 90% sẽ thành công. Thành ra chúng ta sẽ có một cái cơ hội rất là lớn lao. Bây giờ xét về mặt đó là cái động cơ của những hộ kinh doanh cá thể này, thì những hộ kinh doanh cá thể này là tại làm sao mà họ không có chịu thoát thai. Trong khi đó, nếu mà nền kinh tế ban cho họ một cái nguồn lực hay là một cái môi trường pháp lý hay là một cái xem như là giá trị gì đó để cho những hộ này nó thoát ra khỏi cái lớp vỏ đó, thì rõ ràng rằng cái nền kinh tế chúng ta nó sẽ được nhấc bổng lên một cái nấc rất là đáng kể. Thì tôi nghĩ rằng đó là do những chính sách tài khoá nó còn hơi lúng túng. Thì ở đây là cụ thể đây là thuế. Thuế là một công cụ tuyệt vời của Bộ Tài chính để mà điều hành quốc gia về mặt kinh tế. Nhưng mà ở đây là vấn đề thuế, tôi thấy là trong khu vực này nó chưa tạo một cái động lực rõ ràng để cho các hộ kinh doanh cá thể được cất cánh. Tôi lấy ví dụ về thương nghiệp thì thuế khoán là 1% về là thuế VAT và 0.5% giờ là đó là khoán về mặt là thuế là thu nhập. Thì bây giờ thương nghiệp tôi thấy là ít có một cái thương vụ nào hay một cái loại hàng hóa nào luân chuyển mà đến một cái điểm bán lẻ đầu cuối mà hoặc là một cái điểm bán trung gian mà cái lợi nhuận nó dưới từ 10-20%. Do đó cho nên thuế VAT nếu mà giả sử như đầu vào và đầu ra có đầy đủ thì thuế nó phải dao động từ 1.3-1.6%. Giữa trên là thuế VAT đầu ra lớn hơn trừ do thuế VAT đầu vào vì một cái khoản lợi nhuận ở giữa. Đó. Thì bây giờ chúng ta thấy rằng bây giờ nếu mà một cái công ty nó kinh doanh thương mại, nó có thuế đầu vào, nó có cái hóa đơn đầu vào và có đơn đầu ra, thì trên lệnh từ 1.3-1.6% do cái mức trên lệch từ 10-20% lợi nhuận chưa trừ chi phí. Thì rõ ràng bây giờ tôi khoán thuế VAT của anh
anh không có hóa đơn gì đồng vào gì cả, thì phải hơn 1,6% chứ, tức là bao gồm một cái mức thuế VAT trung bình của những cái doanh nghiệp hoạt động với cái hóa đơn đầu vào đầu ra thương mại là xem như là có đầy đủ, cộng với một khoản phạt thuế là xem như là ẩn ý, thì có thể là mình phải khoán 2%, đâu thể nào khoán thuế VAT 1% được, nó sụt hơn được. Sụt như vậy nó sẽ tạo một cái nơi trú ngụ cho những cái hộ cá thể này cứ rút vô cái tháp ngà mà mình đang ngồi không chịu thoát ra. Ngoài ra cái thuế thu nhập, ví dụ thu nhập là khoán là 0.5%, trong khi đó một cái quá trình luân chuyển là hàng hóa phải từ 10-20% lợi nhuận chưa trừ chi phí. Thì bây giờ nếu mà trừ hết chi phí á, thì tôi nghĩ rằng lãi ròng á có thể là tầm khoảng từ 7-10%. Thì khi đó 20% của 7-10% này thì nó phải ít nhất phải là 1.4%, 20% của 7% là ít nhất. Mà trong đi đó là mấy thầy là cục thuế thì hơi dễ, chỉ khoán 0.5% thôi. Do đó nó lại càng tạo một sự trú ngụ hơn nữa của các hộ cá thể không chịu thoát thai. Do đó nên tôi nghĩ rằng cái này có thể mình trung dung, mình khoán lên từ 0.5 lên 1,3 gì đó, 1,3, 1,4, 1,5 gì đó, cộng với thuế VAT 2% nữa là nó 3,5% thay vì chỉ 1,5% như bây giờ. Thì cái đó nó sẽ tạo một cái động lực rất là lớn để người ta có một cái so sánh tương đương. À, tôi làm hộ cá thể thì đóng thuế cũng 3,5% rồi, mà tôi lên doanh nghiệp có khi cũng đóng 3,5% rồi, nhưng cái điều kiện dương xa dương cao, mở chi nhánh, mở đại lý, xem như là quảng cáo, xem như là xuất khẩu, tất cả những thứ đó nó là một cái tiềm năng lớn lao, hứa hẹn một cái khung trời rất là trong sáng, là mở rộng phía trước. Bây giờ chúng ta không có tạo ra một cái động cơ rõ ràng, đó là chưa nói tới doanh nghiệp sản xuất. Doanh nghiệp sản xuất á, thì là thuế thu nhập phải từ, nếu mà tính á, lãi gộp 50% thôi, chứ 50% là tính rẻ đó, chi phí bán hàng 20%, thì lợi nhuận phải là trên 30%. Khi đó 20% của 30% là thuế thu nhập phải là 6%, cộng với VAT, mà nếu như cái khoản chênh lệch mà 30% giả định thì cái thuế VAT là ít nhất là cũng phải là từ 3-4%. Thì tổng cái thuế mà khoán trên cái giá trị ghi nhận được phải 10%. Bây giờ mấy thầy dễ, mấy thầy chỉ khoán có 3.5% thôi. Nó là một cái nơi trú ngụ rất là an toàn của những cái hộ cá thể sản xuất. Người ta không bao giờ phát triển thành một cái công ty sản xuất đồ sộ cả. Do đó đây là vấn đề, tôi nghĩ là cái chính sách tài khoá liên quan đến thuế của khu vực này. 30% GDP đó là cái mà cái khu vực này tạo ra giá trị sản lượng. Nhưng thuế thì chỉ có đầu 1 chấm mấy, ít ra cũng phải lên tới 5%. Đóng góp vào trong cái thu nhập ngân sách. Do đó cho nên là đây này là đây có thầy Thiên thì tôi nghĩ rằng mình nên xét lại cái động cơ để có thể là phát triển thoát thai giữa cái hộ kinh doanh cá thể thành doanh nghiệp. Tôi thì không nghĩ như vậy. Tôi thấy gia đình tôi có một mặt bằng trước, tôi làm nghề sửa xe, hai cha con thêm một đứa thợ và thêm hai đứa học việc nữa sửa xe. Nhưng bây giờ bảo tôi nâng lên doanh nghiệp thì việc để tránh thuế rất dễ dàng. Tôi ký hợp đồng thuê nhà, tôi trả lương lao động, còn hộ kinh doanh cá thể người ta không có tính tiền thuê nhà, người ta tính không tính lương lao động, người ta không tính khấu hao, người ta không tính tiền sống sửa máy móc, người ta không tính gì cả. Nếu bây giờ tính đủ thì người ta cũng có thể nộp thuế bằng không. Cái này chúng ta sẽ thấy nó rất là rõ, chứ không phải là người ta có thuế đâu, nhưng cái thủ tục để người ta làm bấy nhiêu đó là rất là phức tạp. Tôi phải mở bao nhiêu sổ sách, tôi lấy hóa đơn đầu vào, tôi lấy hóa đơn đầu ra, tôi làm sổ đăng ký lao động, tôi phải đóng bảo hiểm xã hội, đóng bảo hiểm y tế, rồi tôi phải kê khai hàng loạt một cái mà chỉ có gì hai cha con, một người thợ, hai người làm việc, rất là phức tạp. Mà cái phiền hà cho cái doanh nghiệp là nó nằm ở đó. Thà người ta không sợ đâu, tôi nghĩ là nếu mà nói là người ta núp ở dạng kinh doanh cá thể để người ta né thuế là không phải, mà ta né thủ tục mới là cái chính. Tôi nghĩ là cái trách nhiệm của anh Hưng. Hưng doanh nghiệp à? Còn anh Hưng hiệp hội doanh nghiệp à? Anh Hưng Sài Gòn, anh Hưng Cần Thơ ấy. Anh Hưng Cần Thơ thì nói theo cái cách, theo cái hướng là chúng ta
cố gắng tạo ra một cái cấu trúc kinh doanh ấy, để mà nhiều cái người kinh doanh ấy, hướng tới những cái hình thức nó hay hơn, nó tiến bộ hơn, và theo cái nghĩa như anh nói là nó nhiều cơ hội hơn. Nó là cái đấy là đúng. Nhưng ở đây nó có hai cái ý mà tôi muốn bổ sung này. Tôi trước tiên tôi nói lặp lại ý lúc này, tức là cái chi phí để cho một doanh nghiệp hoạt động nó khác với chi phí cho một cái hộ kinh doanh. Trong điều kiện nào mà nhất là hộ kinh doanh là nó biến hóa khiếp, nó còn nhỏ hơn li ti, còn nhỏ hơn siêu nhỏ. Thế là những cái phí tổn để mà nuôi cái gọi là một cái thể chế chính thức của nó bớt đi rất nhiều. Cái này phải nghiên cứu để làm sao muốn có cái đấy là chúng ta phải tìm cái cách để mà xử lý cái phí tổn này cho. Và cái điểm thứ hai là tôi muốn nói là cái vấn đề là khi mà anh của ta, cái cách làm ta đang bàn về một cách làm hiện thực của Việt Nam, tức là muốn đưa ra một con số là 1 triệu doanh nghiệp, mới có cách đây 2-3 năm mới có 500 thôi, thế vừa rồi là nó lên được hơn 100, năm vừa rồi là 130.000 doanh nghiệp, tức là cái đà hoàng bây giờ hơn 700 rồi, nghĩ là sang năm nó có thể lên 1 triệu. Những cái đà, cái cách tư duy theo cái nó quá đơn giản, bởi vì lâu nay ta vẫn làm theo cái kiểu cái tính phong trào rất cao đấy, có sẵn doanh nghiệp cái lùa lên thôi, từ đấy cách vận động, cái cách đấy là nó rất không phù hợp về mặt kinh tế. Cho nên ấy, mặc dù có cái gọi là cái mong muốn để có tạo lập ra một cái lực lượng kinh doanh nó, mà sau này nó càng rõ ràng lên, doanh nghiệp nó rõ ràng nhiều, phí tổ xã hội nó ít đi nhiều đấy, nhưng muốn coi đấy là phải có điều kiện, chứ không thể là theo cái kiểu như là đưa ra một cái phong trào mà ồ ạt như vậy. Cái phong trào đấy nhiều khi là người ta rất sợ cái lòng ấy nó không căn cứ vào lợi ích, đúng là như anh nói ở đây là phải căn cứ vào lợi ích của từng cái nhóm người tham gia vào cái cuộc chơi đấy. Cái điểm thứ ba là tôi muốn nói cái chỗ là thu thuế của mình là cái hệ thống, anh Hưng này giả định là một cái hệ thống sổ sách, một hệ thống số liệu để kiểm soát đầu ra đầu vào nó tương đối là tốt, nhưng mà của ta là những con số ấy là hiện nay cũng cực kỳ là lộn xộn. Thế nếu mà chúng ta không xử lý được từng bước cùng với công pháp thì đấy là cái câu chuyện là những cơ sở để hạch toán tầm quốc gia và GDP nhảy một phát mà lên đến 26-27%, bây giờ nó nói từng doanh nghiệp cũng biết là cái đầu ra đầu vào cũng lộn xộn. Thế nếu mà không xử lý được cái phần ấy thì ngay cả cái việc thuế má mà tính ấy, nhiều khi là cái đồng là cũng rất là không ổn về mặt kinh tế, nó dẫn đến một cái nguy cơ là cái nguy cơ thỏa thuận thuế. Hôm nay chúng ta vẫn có cái chuyện này, và làm cho cái lòng tin vào hệ thống, cái nỗ lực đúng như Hưng nói là cái gọi là người ta cứ muốn trú ẩn ở cái chỗ đấy để người ta làm cho tiện, nó khỏe Việt Nam, tiện khỏe và kiếm ăn thôi, khỏi phiền hà như thế rồi. Cho nên tôi nghĩ là cần phải thêm hàng loạt các cái điều kiện, còn đưa ra một cái câu chuyện đúng là tiêu 1 triệu quá tốt, nếu mà là doanh nghiệp thật quá tốt, nhưng mà chúng ta phải rà soát lại các cái điều kiện đấy. Nước ta không thể không có doanh nghiệp, nước ta không thể không có một cái lực lượng doanh nghiệp hùng mạnh. Nhưng mà bây giờ mà nếu mà 5 triệu hộ kinh doanh mà nó bé li ti thế này, mà chỉ có 500-700 nghìn doanh nghiệp, mà doanh nghiệp 70-mấy phần trăm là nhỏ li ti, 20% là nhỏ, thế thì không yếu lắm. Cho nên là cái cách đặt vấn đề về mặt mong muốn, về mặt nỗ lực là đúng, nhưng cách làm thì tôi cho là phải có những cái tính toán, những cái điều chỉnh nó sát sườn. Vâng, như vậy theo ý của ông Thiên và ông Hưng là chúng ta không nên quá là khuyến khích hay là quá là có nhiều chính sách để mà đẩy hộ kinh doanh lên thành doanh nghiệp. Thật sự là có nhiều doanh nghiệp hay hộ kinh doanh người ta sẵn sàng lên doanh nghiệp, họ cũng chẳng có cần gì là khuyến khích cả. Có một số doanh nghiệp người ta trong kinh doanh thực phẩm, người ta thấy rằng hôm nay người ta muốn franchise cái nhãn hiệu họ, tại vì cái quán của họ nổi tiếng quá rồi, họ lên doanh nghiệp họ mới tiến franchise được, thì bắt buộc người ta phải lên. Anh chàng đó sản xuất những mặt hàng khác mà anh thấy là anh muốn mở rộng sản xuất ra, anh muốn tìm những đối tác khác mở rộng ra, thì nhu cầu của anh là phải thành lập doanh nghiệp, phải lên thẳng doanh nghiệp, không cần anh động viên người ta cũng lên. 99% không muốn lên. Vâng, quan tôi trọng nói không? Tại vì chúng ta phải làm đúng động cơ. Khi mà làm đúng động cơ, tôi nghĩ từ 99% này có thể nó giảm xuống còn 70%. Thì khi đó chúng ta sẽ có 1 triệu doanh nghiệp, chứ không phải 1 triệu thêm. Vấn đề ở đây là gì? Bây giờ chúng ta khuyến khích khởi nghiệp.
Khởi nghiệp là một cái vấn đề trên dặm đường cong. Tại sao? Tại vì á, tất cả nó mới đó. Mà chính cái khởi nghiệp á, là nó làm hỗn loạn, nếu mà chúng ta khuyến khích quá đáng, nó làm hỗn loạn cái cơ chế thị trường. Lý do tại sao? Tất cả những người khởi nghiệp họ huy động vốn là cha mẹ ông bà lấy hết tiền gửi ngân tiết kiệm ngân hàng ra làm, và làm với một cái tâm thức, một cái dạng thức như thế nào? Bán giá thấp. Và khi đó là họ trở thành miếng mồi ngon cho những cái xem như là vấn đề sự thất bại của sự thiếu kinh nghiệm. Và cái sự bán giá thấp đó nó làm cho kéo cái lãi gộp giạt xuống, và nó làm cho cái tổng cái sản lượng thì nó gia tăng lên, nhưng mà cái tổng giá trị tuyệt đối thì là ít, còn doanh nghiệp nó lỗ. Do đó cho nên là chúng ta đừng có say mê quá mà rơi vào chủ nghĩa tự nhiên. Các sự kiện khởi nghiệp bùng là nó lỗ, bán giá thấp, rồi nó chọc tới những tập đoàn, nó chọc tới những doanh nghiệp ta đang làm ăn ổn định, nó chọc tới những cái ngành với những lợi nhuận ổn định, kéo dẹt xuống hết. Thành ra cho nên là chúng ta trực diện gần như là trong những năm nay, tổng sản lượng quốc gia thì gia tăng, nhưng mà tổng cái giá trị quy ra tiền tuyệt đối thì chưa chắc tăng. Thế là doanh nghiệp nó lỗ, cộng đồng doanh nghiệp nó lỗ. Kiếm đâu mà ra thị trường chứng khoán mạnh? Còn ở đây nếu mà chúng ta làm đúng chính sách tài khoá, chúng ta là xem như là cho những nơi nào trú ngụ ổn định thì trú ngụ ổn định, nơi nào xem như là dừng để đón xe buýt thì phải dừng, giống như là cái người dừng ở trạm thôi. Còn nơi nào thoát thai sâu biến thành bướm bướm thì phải thoát thai thành bướm bướm. Thì khi đó những cái doanh nghiệp xuất nguồn từ những cái hộ kinh doanh này nó rất cứng, và khi nó lên nó không bán lỗ, nó rất có lời, và nó rất mạnh, và nó mở rộng cho mà coi. Khi đó chúng ta sẽ không có bị kéo dẹt lãi gộp, không có bị tình trạng GDP thì tăng, mà tổng cái giá trị sản lượng ấy, tính trên giá trị tuyệt đối thì thấp, doanh nghiệp thì lỗ. Do đó là chính sách tài khoá là Bộ Tài chính nhiều khi cũng phải nghiên cứu kỹ lại. Nhưng họ lên thì họ phải lên một cách tự nguyện đúng không? Họ phải thấy lợi ích họ mới lên. Cái chỗ này anh em nó có ý hai ý tôi muốn bổ sung thêm ấy. Tức là cũng phải tạo áp lực. Cái anh em nó thuế cũng phải tạo áp lực để họ đừng có những cái người mà đáng là nên thành doanh nghiệp rồi vẫn cứ muốn là làm không kinh doanh để mà tốn tránh để mà kiếm tác thêm cái, hoặc là kinh doanh cho nó dễ, không có cái động cơ cạnh tranh mạnh để vươn lên. Cái chỗ là phải có cái áp lực chính sách mà đồng ý, cái đấy là phải. Vì mình hiện nay cái đấy là rất không rõ, mình chỉ kêu gọi tự nguyện không là cũng được. Ý thứ hai là liên quan đến cái chỗ như nói về khởi nghiệp, tôi nói tôi vẫn nhiều lần nói là cái khởi nghiệp theo đúng nghĩa là rất là tuyệt, nhưng mà người ta biến cái khởi nghiệp thành cái phong trào gọi là toàn dân. Bản chất của khởi nghiệp của Việt Nam nó không, khởi nghiệp đúng nghĩa là một cái sáng tạo ý tưởng công nghệ mới, rồi là có cái sự tài trợ của người ta, hay là lập nghiệp, có tí cải tiến, có tí gọi là thêm bớt gì đấy, hay là đi ra kinh doanh họ kiếm cái đấy để họ hy vọng rằng là có cái ưu đãi của trong cái khởi nghiệp đấy, lại kiếm chắc theo cái tinh thần dễ. Cho nên của thế giới cũng thì nó cũng cái chín là của ta cái chín, nhưng mà thực ra là bởi vì tao thì không chết đi, bởi vì tao là lập nghiệp. Không nên cái lập nghiệp ấy là nên hướng vào cái chỗ là lập doanh nghiệp ấy nhỉ. Thế còn khởi nghiệp là một cái chính sách khác hẳn. Cho nên tôi vẫn nói rằng là ta biến cái khởi nghiệp, tức là những cái hành vi mà sáng tạo rất là tuyệt vời, để nhận được những sự tài trợ xã hội rất là tốt, thì ta lại biến nó thành một cái phong trào mà cứ ông nào mà cũng làm được. Tức là nó không cần nỗ lực khuyến khích cho những cái có thể khuyến khích lập nghiệp, ok, nhưng đừng biến cái đấy thành khởi nghiệp. Khởi nghiệp nó khác hẳn, thì những cái ông mà sáng tạo thật sự ấy, nó mới được cái khuyến khích. Cho nên là đây là cái mà tôi muốn đề cập đây là cái khái niệm của mình, cái gì nó thành phong trào. Ngay cả cái việc chuyển hộ kinh doanh lên thành doanh nghiệp cũng đang theo cái kiểu như là về địa phương là nó chế thành phong trào đó. Khởi nghiệp vốn là của khái niệm của thế giới nó khác với ta, nó cũng thành phong trào luôn. Tôi đi chấm khởi nghiệp nhiều lắm rồi, cho nên biết cái chuyện này thì đúng là cái thành cái sự phân tán xã hội. Khuyến khích lập nghiệp nhưng mà đừng có đánh đồng nó với khởi nghiệp, hai cái tầng hay hai cái đẳng cấp là khác nhau. Tôi thấy cái sự mà chuyển một cách là tuần tiến có trật tự giữa từ hộ kinh doanh lên đó, là nó đa ngành, chứ không phải là theo dạng giống như là những cái khởi nghiệp nó mất cân đối xứng. Ví dụ như chỉ dồn là hơn quá bán
thậm chí vô là khởi nghiệp ở ngành kỹ thuật số nha. Còn phần còn lại là huy động vốn rồi bán giá thấp ở những cái ngành truyền thống, ví dụ vậy. Còn ở đây là đa ngành nó lên, nó đa ngành nó lên, nó rất là đa dạng và rất là đồng đều. Thì ở đây thì chúng ta đừng có cho một cái chính sách thuế mà có vẻ như là hơi phi cơ chế thị trường nữa. Thì họ sẽ tự động chuyển lên đúng không? Chính sách thuế này mà nếu mà tại em không dám nói với thầy, chứ nếu mà em mà ca clip cả thầy á, thì em nói là chính sách thuế này là phi cơ chế thị trường á, chứ không phải đồng giá. Tôi đồng ý với chứ không phải ấy đâu. Dùng cơ chế thị trường ấy là tạo ra một cái áp lực đồng đều. Áp lực đấy có tính khuyến khích ấy, chứ không phải là áp lực đấy để mà kiểu như là thiệt hại người ta đâu. Nhưng mà nó định ra một cái chuẩn để người ta biết rằng là chọn cái doanh nghiệp tốt hơn hay là cái hộ kinh doanh tốt hơn. Cái chỗ đấy là chỗ là nó phải ngang thuế, nó phải ngang hàng. Chỉ có điều là cái đấy nó không phải là duy nhất. Mà tôi vẫn nói là một cái chi phí để mà cho một cái doanh nghiệp nó vận hành nó không phải là chỉ có thuế là một cái yếu tố. Một chi phí doanh nghiệp thì của mình làm sao mà phải nghiên cứu cái đấy để giảm cái đấy trong doanh nghiệp. Khi thì hộ họ mới chuyển lên, chuyển họ lên. Muốn chuyển lên. Chứ như bây giờ cái lý lẽ như của Dương thì rõ ràng là tự nhiên thêm là nó phải quy định thế này thế kia, thế nó thêm một đống chi phí là nhiều khi nó không đủ áp lực và người ta cũng không làm. Cái vấn đề đây là mình phải phân biệt giữa những chi phí sinh hoạt hàng ngày và cái chi phí cơ hội để mà phục vụ một cái doanh nghiệp. Để mà nói là một chi phí doanh nghiệp thật sự họ phải trừ đi chi phí cơ hội của một cái con người mà sinh hoạt hàng ngày. Nếu họ có doanh nghiệp đó họ cũng vẫn phải có chi phí vậy. Do đó họ đừng có nghĩ rằng là họ đem chi phí sinh hoạt của họ đó họ cộng vô để họ làm thành chi phí doanh nghiệp rồi coi cái chuyện đó là nó khó khăn. Có khi mình phải hiểu, có người ta suy nghĩ ta sẽ hiểu. Nhưng mà chúng ta có tới 5.200.000 trên dưới cái hộ cá thể mà mắc cái chứng gì mà chúng ta không lấy được 1.000.000 lên là doanh nghiệp được. Chẳng qua là tại vì vấn đề chỉ là chính sách thuế điều kiện cho họ thôi. Nhưng mà mấu chốt mà theo ý kiến Công Phương là do cái vấn đề chính sách thuế thôi. Tôi nghĩ chỉ có mỗi cái đó thôi, nó biến từ 99% không muốn lên xuống 70% cho coi. Tức là sẽ có 20% là tự nguyện là muốn lên. 30% luôn, muốn lên luôn. Khi đó là giống như là nó tới cái giai đoạn nào nó chuyển từ sâu thành bướm bướm, nó ngứa ngáy mình mẩy, nó phá kén nó ra. Còn ông Hưng thì lại nghĩ là do về thủ tục, về... Chúng tôi nghĩ là cái môi trường kinh doanh là quan trọng. Cây lúa nó đang sống cái này phát triển được. Anh nhỏ nó lên đặt lên, cấy lên chỗ này. Anh bảo nó lên trên này nó phát triển mạnh hơn, chưa chắc nó sống được. Do đó chúng tôi nghĩ là phải là cái môi trường. Tại vì nếu mà môi trường kinh doanh mà tốt thì doanh nghiệp người ta sẵn sàng, cái hộ kinh doanh cá thể ta sẵn sàng nhảy lên ta làm doanh nghiệp. Mà ta lên làm không thấy lợi mà thấy hại thì chưa chắc. Không, thực ra ý của hai anh Hưng nó không phải là nó xung đột nhau. Mà cái anh Thơ là muốn đưa ra một cái định hình, một cái nguyên tắc, là cái đúng cái nguyên tắc là thì tự nhiên cái môi trường nó tốt lên, nó rõ ràng ra. Đấy, có thể là còn thêm như nhiều cái yếu tố khác như tôi nói, ví dụ thế. Ví dụ như là thông tin, ví dụ đầu ra đầu vào để cho họ không có phía nhà nước ấy, người ta kiểm soát được vấn đề. Nhưng cái yếu tố cơ bản hiện nay chính là cái đồng tiền để mà phân định được liên quan đến chi phí với lại lợi ích của doanh nghiệp. Cái phần đấy là phần mà tôi thấy rất là em thấy là môi trường doanh nghiệp không phải là không tốt, mà là cái chỗ trú ngụ của họ có thể quá tốt, do đó cho nên là nó không thoát thai được. Trú ngụ ấy chính là cái mà anh Hưng này nói là chính sách của ông thuế đấy, của nhà nước đang làm chính sách. Bây giờ em hỏi này, thuế cho công bằng, thuế cho doanh nghiệp thì hơi cao, thuế cho hộ cá thể thì thấp, thế thì nó đâu có theo cơ chế thị trường đâu. Thành ra cái này thực ra làm cái điều tra như nói là 5.000.000 mà tôi chỉ cần là 20% thôi là tôi đã có 1.000.000 rồi. 5.000.000 hộ mà. Thì tự nhiên tôi có 1.000.000 mà lại cộng thêm cả 700.000 bây giờ nó cũng lớn. Nhưng mà vấn đề là mình chưa bao giờ tính được là cái khả năng là cũng giống như anh nói là thoát kém để thành con bướm ấy. Cái điều kiện gì nó phải ra khỏi cái con, chứ còn con bướm trong hiện nay nên bỏ thôi, cái nằm trong này cho nó ổn, cho nó ấm êm. Tôi chưa biết là ra ngoài kia gió bão nó kinh khủng lắm. Hao phí nguồn lực thật sự là hao phí. Thực ra thì phải nói nó công bằng này, chúng ta bàn có hai vế. Một vế là cái chi phí để mà
cái doanh nghiệp chuyển lên. Anh Hưng thì muốn nhấn mạnh là đây là chỉ biết rồi, ông lên ông thành doanh nghiệp thì ông ấy đừng có chỉ bán phí tổn, ông phải biết là nó lớn thì nó còn mang lại cho nhiều thứ nữa. Thì cái phần đấy là phần nó chưa rõ, chính là người ta nghi ngờ rất nhiều đấy. Không có gì định hình cả, với một cái môi trường kinh doanh nó không có nào. Cái ý này là cái ý có lẽ là phải cần được nhấn mạnh đấy. Bởi vì lên doanh nghiệp nó không phải là chỉ có chi phí không mà nó là còn cái mở ra được những cơ hội ấy là gì, hiện nay rất không rõ ràng, chưa thật sự rõ ràng. Thật sự là còn nhiều vấn đề lắm nữa, nói như thầy Thiên nói là còn nhiều vấn đề. Lý của anh là nó đúng, nhưng mà của mình đúng là cái môi trường, cái chính sách nó không ổn định, nó không đủ rõ nhiều. Em thấy ở đây là vấn đề ở đây nó nằm ở chỗ cơ chế thị trường. Bây giờ thí dụ như ngay cái ngành thuế thì em nãy nói em cũng không dám nói nhiều, nhưng mà bây giờ vấn đề là thí dụ thuế công bằng là vấn đề đó là một cái sự mang lại lợi ích lớn lao và mang lại tiềm năng tăng trưởng cho quốc gia thêm như là vô cùng. Thứ nhất, thứ hai nữa là gì? Thứ hai nữa là chúng ta là ban tặng cho cái môi trường kinh doanh một cái môi trường, cái cộng đồng doanh nghiệp là nó được gọi là theo cơ chế thị trường luôn. Lý do tại sao? Lý do là những cái xem như hộ kinh doanh có thể khi mà họ thoát thai, họ thoát kén trở thành là cái doanh nghiệp thì họ không bao giờ bán lỗ. Họ không phải giống như những doanh nghiệp khởi nghiệp. Đó, họ không kéo dẹt lãi gộp để cho nguyên cộng đồng doanh nghiệp đau đớn. Đó, thì cái đó là nó đưa đến cái chuyện nó mở ra một cái khung trời bao la, một cái đất nước phải nói là quang đãng, một cái thị trường tài chính lành mạnh là tại tất cả các doanh nghiệp lợi nhuận đều đầy ắp. Đó, ví dụ hồi xưa là lợi nhuận doanh nghiệp là trước thuế có thể là, sau thuế có thể là 12%, nhưng mà bây giờ có thể lợi nhuận sau thuế có thể thấp hơn. Thì điều đó là do cái vấn đề khởi nghiệp lu bu. Thành ra nên bây giờ mình thôi mình làm thuế nó thăng bằng để cho cái nhóm này nó lên thì không bao giờ nó bán lỗ. Ông thầy thấy nó cho cái chuyện bán lỗ dưới giá thành toàn bộ này nó tệ lắm. Mà trong suốt 20 năm qua từ hồi luật cạnh tranh ra đời tới giờ có ai thưa ai đâu. Ông thầy tưởng tượng đi. Ông thầy tưởng tượng chẳng lẽ bây giờ là có 1 triệu là xem như cặp lấy nhau, chẳng lẽ nó sống đời đời kiếp kiếp cũng phải có ly dị chứ. Nhưng mà bây giờ ở đây 20 năm không ai thưa ai chứ. Chứng tỏ là cái môi trường kinh doanh của chúng ta là xem như là cái chuyện tư pháp hóa những cái hợp đồng kinh tế, rồi vấn đề xem như là khiếu nại, khiếu kiện, rồi vấn đề về đấu tranh để cho cạnh tranh lành mạnh rồi. Nó chưa có được mạnh, mà chưa mạnh không phải là không có vi phạm. Vi phạm rất rất nhiều. Nhưng mà ở đây là có thể là dân Việt Nam mình dễ dãi với nhau, rồi tất cả những cái thứ đó nó chồng lấn với nhau rồi nó trở thành cái gì đó nó tâm tối. Do đó cho nên là cái môi trường kinh doanh thì phải nói tới vấn đề là cơ chế thị trường, phải nói là tôn trọng cái giá, xem như là tôn trọng cái lãi gộp, tôn trọng cái mức lãi trước thuế. Bây giờ anh bán cái lãi trước thuế mà thấp hơn cái mức này của ngành là hội doanh nghiệp phải nói chuyện. Còn bây giờ ở đây là chúng ta đàn tới đàn lui, đàn qua đàn lại, toàn là những cái chuyện, những cái yếu tố gây ra biến cố làm dẹt lãi, nhưng mà không ai thưa ai hết. Rồi bán lỗ dưới giá thành toàn bộ thì tùm lum. Có nhiều doanh nghiệp nó chuyên cái này, nó rồi nó lỗ cái kia, rồi nó lấy cái ngành này nó bù qua ngành kia. Có nhiều cái ngành lỗ 4-5 ngàn tỷ một năm. Em hỏi thầy những cái ngành đó nó sống nổi không? Mà mình ý doanh nghiệp lớn mình làm. Cho nên là trợ thầy Thiên. Cái chuyện này là cái chuyện này mấy người lớn không có nói, chứ còn tụi em cái này doanh nghiệp tụi em thấy buồn thôi. Không, như thế là nó vấn đề tôi nghĩ là nó ít nhất về mặt nguyên tắc nó rất rõ của mình ấy là cái môi trường chuyển đổi sang thị trường vẫn cứ là nghèo đấy, cho nên đấy chính cứ nhấn mạnh cái khía cạnh thị trường có cái đấy là nó rõ ràng đấy, mà vì ta cố gắng là duy trì cái lèm nhèm để bên này thì bị kiếm tí, bên kia thì coi doanh nghiệp với doanh nghiệp thì thôi còn lâu nó mới sửa được thì thôi, cứ cái phần cạnh đấu nó ít thì mà không tranh đấu được, tư hình pháp hình sự hóa nó, nhưng nói tư pháp hóa không biết là có phải theo cái cạnh không, nhưng rõ ràng như thế là nó làm tê liệt cái gọi là cái quyền, nó làm hỏng cái quyền của những người kinh doanh. Còn nếu bản chất ấy là cái hộ kinh doanh nếu mà độc lập thì cái tiếp cận nó cũng giống như là doanh nghiệp thôi, nhưng rõ ràng là của mình làm ấy, nó có cái tù mù trong cái hệ thống ấy, cứ phân biệt từng cái nhóm về mặt chính sách như thế này, cho nên là không rõ ràng. Thế thì vấn đề nó vẫn ở cái chỗ là chuyển đến thị trường thì nguyên lý là đúng, như nó chỉ có hơn ở chỗ là bây giờ nhấn mạnh vào cái khái niệm là cái đúng là cái cấu thuế
thu cái hệ thống thuế của Việt Nam. Trong cái phân hạng mà môi trường kinh doanh của Việt Nam với lại ASEAN ấy, mình thấp là chủ yếu là cái thủ tục thuế và cái thời gian thu thuế các thứ nó cao quá. Của họ có hơn 100 giờ của mình là cách đây năm 2014 là 7 hơn 800 giờ. Giờ đỡ rồi thầy. À, bây giờ là xuống là còn một nửa. Yeah. Còn một nửa nhưng mà vẫn gấp 3 lần của châu Á. Hiện nay chính phủ là muốn là giảm cái phiền hà, cái thủ tục, cái quy định. Thì quy định toàn hành chính như thị trường thì đâu. Xuống ấy để làm sao cái thời gian làm cái thủ tục thuế cho mỗi doanh nghiệp ấy nó tương đương với lại mình phải xuống cái nhóm ASEAN 3 hoặc 4 này. Bây giờ mình vẫn cứ đứng là cờ lờ mờ vờ, tức là cái nhóm thấp nhất ấy, thì rất là không ổn. Cái đấy là nó nhằm đúng cái chỗ đấy. Có lẽ là sau này nó cũng bàn là phải xoay tập trung vào cái chỗ này. Tôi cho là nếu mà làm được cái chỗ đấy cũng như là cái môi trường, cái điều kiện nó là những cái rành mạch hơn về trong cái chức năng của nhà nước ấy, thì cái chuyện mà như nói là 1 triệu thậm chí là 2 triệu, nhưng có lẽ nó không phải là năm nay. Yeah. ý của chị Chi đặt cái mục tiêu năm nay đấy, năm 2020 là khó lắm, là thế. Thì đấy là cái chuyện chúng ta phải nhìn nhận vấn đề một cách nó thị trường hơn, chứ không thể là theo cái phong trào. Có lẽ là để bàn về cái chủ đề này thì tôi thấy quá nhiều ý kiến, ngay số trước và số này đã là những ý kiến khác nhau rồi, nhưng mà tuy nhiên thì chúng tôi rất là tôn trọng ý kiến của từng khách mời. Và trước khi mà kết thúc chương trình ngày hôm nay với cái chủ đề ngày hôm nay thì chúng tôi rất là mong muốn các khách mời có một cái chia sẻ rất là ngắn gọn của mình về cái chủ đề của đối thoại, bởi vì tôi biết là có rất nhiều thứ liên quan xoay quanh cái việc môi trường kinh doanh nữa, về cái việc là chúng ta thúc đẩy hộ kinh doanh cá thể lên thành doanh nghiệp là việc có lẽ là nên làm để có thể có một cái cộng đồng doanh nghiệp lớn hơn. Tuy nhiên là chúng ta làm cái gì thì theo tôi hiểu ông Hưng nói là điều chỉnh chính sách thuế là tự động là sẽ có một số lượng nhất định. Còn theo ông Hưng lại là về môi trường kinh doanh, đúng không? Về thủ tục, về những cái vấn đề mà hộ kinh doanh đang lo lắng khi mà chuyển lên doanh nghiệp. Còn theo ông Thiên thì rõ ràng là toàn những vấn đề rất vĩ mô ạ. Đấy, vấn đề cốt lõi cần phải xử lý vấn đề kinh tế. Vậy thì các khách mời hãy có thể có một chia sẻ rất là ngắn gọn trước khi kết thúc chương trình ngày hôm nay ạ. Ông Hưng trước đi ạ. Tôi nghĩ là anh không thể dùng biện pháp hành chính để anh ép người ta từ hộ kinh doanh cá thể đi lên cái doanh nghiệp, mà anh nên đi xuống. Chúng tôi nghĩ rằng mỗi địa phương đều có những hội, có những phòng kinh tế, có những cái này đó. Anh đi sâu sát doanh nghiệp một tí, anh coi thử ai là người có nhu cầu phát triển thì anh hỗ trợ cho họ, họ lên thành doanh nghiệp. Còn ai mà chưa đủ nhu cầu thì anh đừng có ép. Mà phải rõ ràng ông nào có nhu cầu thì mình hỗ trợ cho ông đó ông lên, chứ không phải là mình đưa chính sách rồi ông nào nó lên đâu, mà nên đi tìm bằng phương pháp khảo sát và hỗ trợ người ta. Tôi thấy như nãy giờ cũng có nói qua, cũng có tham khảo ý kiến hai thầy, thì tôi vẫn thấy rằng cái động lực để cho các hộ cá thể nâng lên thành doanh nghiệp nằm ở chỗ là người ta thấy cái hộ cá thể nó là môi trường kinh doanh nó ngang hàng cân bằng với hộ doanh nghiệp, thì khi người ta đủ lớn người ta sẽ lên tự động sẽ lên. Thì cái ngang hàng, cái thăng bằng ở đây là vấn đề chính sách thuế. Cái chính sách thuế VAT và thuế thu nhập khoán cho các cái hộ cá thể này phải bằng với lại cái thuế VAT và thu nhập của các hộ các doanh nghiệp, là nhưng mà có thể chính phủ thêm một cái phần nào đó chút một chút, hàm ý rằng tại vì anh không có đủ cái hóa đơn đầu vào, do đó tôi tăng anh lên, thay vì thí dụ cái thuế này tăng lên khoảng chừng 10% hay gì đó so với lại cái thuế của cái doanh nghiệp bình thường thì nó mới công bằng. Tôi nghĩ là cái kiến định của anh Hưng là nó đúng rồi. Cả hai Hưng đều có khía cạnh. Thứ nhất là chúng ta đặt một cái vấn đề rất cụ thể và gắn với một cái mục tiêu hành động mà chính phủ hay là VCCI hay các chuyên gia đang cãi nhau là năm 2020 chúng ta liệu có tìm cách đẩy cái hộ gia đình lên, hộ kinh doanh gia đình lên để có 1 triệu doanh nghiệp không? Thì tôi nghĩ rằng là đầu tiên, cái việc đầu tiên đấy không phải là câu chuyện của những cái giải pháp hành chính mà phải là những cái xuất phát từ những lợi ích kinh tế của các bên xử lý. Thì nếu mà chúng ta nỗ lực làm thành một cái phong trào và dùng những cái biện pháp hành chính ấy, thì có khi tình hình nó có thể hại hơn. Thế làm kinh tế thì rõ ràng là cái chuyện mà của như nói về thuế là tôi rất đồng ý, nhưng mà thuế không phải là chỉ là vấn đề là của mình ấy.
tức là nó phải rõ ràng minh bạch trong cái chuyện thuế, chứ không phải là chỉ là những cái chuyện đưa ra một cái mức thuế mà bộ máy thực thi nó không làm được, cái bộ máy của ta. Nhưng mà tôi đồng ý là tập trung vào cái chuyện này. Nếu mà bàn thêm về những vấn đề của doanh nghiệp thì quá nhiều vấn đề chúng ta còn có thể bàn được. Và những năm vừa qua thì chúng tôi cũng đã liên tục thực hiện những vấn đề rất là cụ thể của doanh nghiệp, của cải thiện môi trường kinh doanh, rồi tạo điều kiện cho doanh nghiệp có thể phát triển hơn. Thì chúng tôi nghĩ ngày hôm nay với 3 khách mời cộng với 3 khách mời số trước, 6 khách mời là 6 ý kiến khác nhau rồi. Chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện một số chương trình đối thoại nữa, bàn sâu hơn, kỹ hơn về từng những cái vấn đề mà chúng ta bàn luận, từ cái việc là chi phí cho đến cái vấn đề thuế hay là những cái vấn đề khác mà ông Thiên vừa đề cập. Thì chúng tôi sẽ dành thêm nhiều thời lượng của đối thoại để bàn về chủ đề này. Chúng tôi rất là cảm ơn 3 khách mời đã đến với chương trình đối thoại và chia sẻ những cái nhiệt huyết của mình đối với chủ đề của đối thoại ngày hôm nay. Và xin chúc các khách mời có thật nhiều sức khỏe để tiếp tục tham gia và đồng hành cùng chương trình đối thoại. Và chúng tôi cũng rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả. Quý vị có thể xem lại chương trình đối thoại trên website kênh truyền hình VITV www.vitv.vn. Và xin kính chào và xin được gặp lại quý vị trong các chương trình đối thoại tiếp theo.